Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ khui hộp cũng như mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số loại rác mà mình đã từng mua và mình trải nghiệm thử. Đó là rác 3.5, rác từ taxi sang 3.5. Thì loại rác này thì dùng cho những cái máy nào những cái máy đời mới hiện giờ mà nó đã bỏ đi rác 3.5 rồi thì mình sẽ dùng cái đó mình thay thế và mình chuyển từ taxi sang rác 3.5 để mình sử dụng. Mình dùng cắm những cái micro rồi như cái máy mình đang quay nè, nó không có rác 3.5, mình sẽ gắn rồi để nâng cao chất lượng thu âm của nó, vì nếu mà thu âm như thế này thì ở ngoài đường thì sẽ rất là ồn. Vì thế mình sẽ nói thêm một dây để mình gắn thêm một cái rác 3.5 thêm nữa để cho chất lượng thu âm được tốt hơn. Giờ mình sẽ vào buổi học và nói một số trải nghiệm của mình về cái loại rác này. Và đây là bộ sản phẩm mà mình vừa mua được trên Shopee, mua online nha các bạn. Thì giá của một cái sợi dây như thế này từ taxi sang USB, từ taxi sang jack 3.5 và có thêm một cổng taxi nhỏ ở đây để chúng ta sạc nữa. Đây, thì cái loại này là 100.000 và cái loại này là khoảng là 70.000 đến 80.000. Đây, thì các bạn thấy loại sự khác biệt của hai loại này mình mua, đó là cái loại này thì nó chỉ có như vậy thôi, một cái bịch như thế thôi, nhìn nó khá là đơn giản. Còn loại này thì mình có thêm những cái phụ kiện, không phải phụ kiện mà có cái hộp nhìn rất là đẹp và thương hiệu. Cái hộp hôm nay thì chúng ta có sách hướng dẫn này nọ nữa. Nói chung là cái này không có đọc đâu, nhưng mà nhìn cái cách gói hộp nó chuyên nghiệp đó, thì sản phẩm nó sẽ chất lượng hơn, có đầu tư này rất nhiều thứ tiếng, và nội dung chữ nó gì là nội dung của nó chỉ là cảm ơn thôi, mà được ghi nhiều thứ tiếng. Trong này thì có cái mã để ra quét. Đây, nhìn khá chất lượng. Còn cái loại này mình mua nó đơn giản như vậy thôi, mình xài mình chưa xài nữa, mình xài chỉ có một vài lần thôi mà nó vàng, nó bị lỏng gì đó, khi vô khi không rất được bực mình. Thì mình tốn thêm có mấy chục ngàn nữa để mình mua cái loại này đó, thì xài nó khá là ổn, khá là ok. Và hơn nữa là jack nó thiết kế nằm vậy thì như chúng ta để cái máy, thì dù cái máy này đi đó như này thì mình sẽ gắm như thế này đó, khi mình dơ lên á thì nó sẽ không bị gãy cái rác này đi. Còn cái loại này thì mình cắm theo cái chiều, gọi là chiều thẳng như này, mình cầm ngang, nhiều khi cái mic nó nặng quá nó kéo gịch cái này xuống nó dễ hư. Con này thì nó nằm tự nhiên như này thì nó sẽ tốt hơn đó. Và Linh mua sản phẩm những cái loại như thế này mình để dưới phần mô tả video, các bạn có thể click vào đó xem tham khảo giá và mua cho mình một loại như thế này nha. 100.000 thì các bạn có một cái hộp như này rất là đẹp luôn. Nè, cái này có thể vừa sạc vừa nghe nhạc. Bên đây nó cũng để nè, track in và play music. Đây, taxi to 3.5, 100.000 thôi, nó chỉ hơn những cái loại rẻ như này vài chục thôi. Nên các bạn mua những cái loại có hộp này thì nó sẽ an toàn hơn. Cảm ơn. Rồi, video đây là kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này.